ngày nay, đi đâu ta cũng thường nghe nhắc đến thiền, chánh niệm, với những hứa hẹn mang lại mọi thứ tốt đẹp cho chúng ta. Chánh niệm được kết nối đến mọi thứ, từ làm vườn cho đến trị liệu, huấn luyện thể thao hay tinh học. Vậy chánh niệm thật sự là gì? Đây có phải là một trạng thái tâm trí, một phương pháp rèn luyện hay đơn giản là một cách sống hoặc làm việc? Việc cố tìm ra lời giải đáp về chánh niệm trên phương diện đời thường có thể là một vấn đề nan giải. Song, với cuốn sách Đường về tỉnh thức của tiến sĩ Tamara Russell, những khái niệm và phương pháp thực hành chánh niệm hướng tới trạng thái tỉnh thức đã trở nên vô cùng rõ ràng và gần gũi. Tiến sĩ Tamara Russell là một nhà khoa học thần kinh và chuyên gia về tâm lý lâm sàng. Cô có được sự hiểu biết sâu rộng về chánh niệm nhờ có những góc tiếp cận khác nhau. Từ những nghiên cứu của phương Tây để tìm hiểu làm thế nào và lý do tại sao mà việc rèn luyện chánh niệm lại giúp chúng ta đạt đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, cho đến việc rèn luyện cung phu và thái cực quyền trong gần 20 năm đã cho phép cô trải nghiệm những truyền thống phương Đông, rút ra được những phương pháp cũng như ý niệm cốt lõi về chánh niệm. Chính vì vậy mà cô cũng được cho là người đem lại triển vọng độc đáo và đa chiều cho việc giảng dạy, trị liệu và nghiên cứu chánh niệm. Cuốn sách nhỏ này là tác phẩm đúc kết của Russell trong 10 năm nghiên cứu và giảng dạy về thực hành chánh niệm. Về những điểm mấu chốt của các bài thực hành và những rào cản phổ biến mà chúng ta thường đối mặt trong cuộc sống hiện đại. Mô hình chánh niệm được mô tả trong quyển sách này tiêu biểu cho sự pha trộn tuyệt hảo từ những gì tinh túy nhất của hai truyền thống Đông Tây. Theo Russell, rèn luyện chánh niệm nhất là phương pháp phổ biến nhất để đạt được trạng thái tỉnh thức, một trạng thái mà ở đó bạn có thể nhận biết sâu sắc những gì bạn đang làm, những gì bạn đang tiếp nhận, nhìn nhận mọi việc như bản chất của nó mà không phán xét. Khi phát triển khả năng nhận thức sâu sắc này, chúng ta sẽ nhận ra được những tác động của lối hành xử theo thói quen trong đời sống của mình trước đây đã ảnh hưởng thế nào mỗi khi ta kết nối với thế giới xung quanh, với công nghệ và với những người xung quanh. Về bản chất, chánh niệm là một công cụ rèn luyện tâm trí, mang lại lợi ích cho rất nhiều người, từ người muốn đạt hiệu suất cao trong công việc cho đến người tìm kiếm lời giải đáp cho các vấn đề rộng lớn hơn như tâm linh, hoặc cho những người đơn giản chỉ cần sự thoải mái và dễ chịu hơn trong cuộc sống. Chánh niệm không chỉ là nhận biết về khoảnh khắc hiện tại, nó còn là một dạng siêu nhận thức, hay còn gọi là nhận thức nâng cao. Khi chúng ta dần nhận thức toàn vẹn hơn về những thói quen và lối tư duy của mình, chúng ta có thể tìm cách thay đổi bất kỳ tư duy nào không còn hữu ích. Điện thoại thông minh và máy tính xách tay kéo chúng ta vào những thế giới ảo, phá hoại khả năng chú tâm, đồng thời làm giảm sự kết nối và nhận biết của chúng ta về cơ thể của chính mình. Chánh niệm đòi hỏi bạn phải có mặt và chú tâm nhiều hơn với cơ thể của mình, và vì vậy, bạn có thể nắm bắt trọn vẹn những thông tin phong phú được chia sẻ trong từng khoảnh khắc. Trong quá trình duy trì trạng thái tỉnh thức, việc biết cách kết nối bản thân với khoảnh khắc hiện tại bằng mọi giác quan sẽ làm phong phú trải nghiệm của chúng ta về thế giới xung quanh. Chúng ta sẽ cảm nhận được những khoảnh khắc hiện tại và sự sống thực sự như từng hơi thở thêm phần sinh lực, như ánh nắng hoặc làn gió chạm trên làn da, hay như niềm vui lúc đi dạo. Thật không dễ dàng để chuyển tải những trải nghiệm phi ngôn từ này thành lời, nhưng có lẽ bạn sẽ nhận ra những khoảnh khắc bạn chợt nghĩ, chà, trước giờ mình đã không nhận ra tất cả những điều này. Nhiều người thực hành chánh niệm và nhận thức rằng, mặc dù những lý do dẫn tới sự buồn chán của mỗi người có thể khác nhau, nhưng những cảm xúc về mất mát, lo sợ, tức giận, bị bỏ rơi, hạnh phúc và vui sướng của chúng ta lại đều giống nhau. Chúng ta sẽ thấy những lợi ích của đời sống tỉnh thức vào những thời khắc nghịch cảnh mà ta không thể tránh được. Cách chúng ta xử lý những biến cố này chính là thước đo thật sự về thời gian sống của chúng ta. Tất cả chúng ta đều rút những lá bài khác nhau trong cuộc đời khi đối mặt với những cấp độ vui sướng và khổ đau khác nhau. Tuy nhiên, chúng ta có quyền lựa chọn cách mình phản ứng hoặc ứng phó với những gì xảy ra. Rèn luyện chánh niệm là nỗ lực cả đời. Quyển sách này sẽ đưa ra định nghĩa về chánh niệm và trình bày những nguyên tắc cốt lõi để bạn có thể hiểu rõ hơn, khám phá ra cách chánh niệm có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó, Russell cũng đã làm rõ những điều bạn cần đạt được, cách lên kế hoạch thực hiện, những lưu ý, lời khuyên hữu ích và cả những phần thưởng mà bạn có thể gặt hái được. Trong một xã hội mà con người ngày càng bận rộn, con người cần giữ cho tâm trí bình lặng và thấu đáo để có thể đương đầu với những thách thức mà thế giới đang đối mặt. Những gì Russell chia sẻ trong tác phẩm Đường về tỉnh thức sẽ là những công cụ hữu ích giúp hành trình tỉnh thức của bạn đạt được nhiều thành quả hơn. Trạm đọc trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách này.